Nhưng trong phải là nữ trơn đây này mà. Phải là men. Không có ruồn rồi. Ruồn đi ở đây xa lắm rồi. Thì mày coi và Gallagher đi. Ok. Không còn ruồn cũng được. Ở dưới người ta sẽ chơi thử nhá, thử tiên to bát Yuli đi. Rubin đó cuối nó sẽ cho. Ôi hết rồi, máu không có Lucha à? Ở đây có hu hu à? Hu hu à? Hu hu khó nói nha. Để thử nhá, thử nhá. Tin to bát xem có được không anh em ơi. Tin hồ ok, bên này Firelight 242 kích phá. Rồi đủ này, 164 tốc độ luôn. Đáng ngờ đấy. À này, Himeko nón này à. À, rồi hết ta qua luôn. Vậy Izuki Hotaro bên YouTube nhá. Tăng tốc giải thưởng để nấp bún nhá. Mấy ông bún không quan sát hôm nay nó giải cho chết thôi rồi luôn à. Đúng rồi nhá. Hơi càng ấy. Bát trấn này. Yuli. Ui Yuli trấn luôn à. Càng nhờ. Yuli rồi tấn công luôn. Ok. Rõ đây. Vô thử anh ấy nhá. Let's go. Lai chạy nhanh thì ăn phải lai chân ngắn thì bắp à. Lai chạy nhanh thì chắc là chạy nhanh anh ấy. Chạy siêu nhanh luôn á. Và đầu cái vòng lửa Himeko này, một đánh là vừa thôi. Đăng ký hôn đầu dần cũng có nha Izuki á, em đăng ký qua lên anh vừa kiếm. Có cú ấy. À, này có một tí auto này, chắc chắn tại mình dưới có thể đánh tay cho auto hả. Sau này dễ hoa anh dễ em ơi, tại này để hoàng huy là dễ nha, thì mình như có khá nhiều nhân vật anh. Mình phải chơi ngon đấy à, mình phải chơi ok ấy. Này Blade Dudu cũng được. Giờ này có thể thử hack là người ta sẽ chơi Blade Dudu ở dưới. Đó. Mày em chưa đánh tầng nào đâu bận học à. Ok không sao nha em Izuki á. Không đồ chúng ta vừa reset mà. Em còn rất nhiều thời gian đánh đấy. Chơi thoải mái thoải mái. Rồi đã có thời kỳ của Himeko. Tôi nghĩ là tuyển này khá hợp lý nha. Lúc như ta helicopter liên tục luôn á. Rất là ngon. Cái nó có ruồi may mùa này đánh lại để thay Himeko vào đi cùng. Mình cô lại phải lái khá ổn đấy. Tích tần cũng nhanh nè, tích tần cho cái buff mùa này cũng nhanh. Và ta cũng có thể phơi điểm yếu. Cô ok cho phải lái 241 người sát thương phải lái khi ta không ruồn nè, nghe hợp lý nha. Sát thương rất hợp lý ấy. Không có ruồn mà sát thương có lên được tầm 159 người luôn này. Wow. Rất đẹp nha. Hay đấy, đấy. Bỏ tao bát cho vui, cho team vui ok hơn anh nè. Còn danh muốn thử to bát xem phải điểm yếu nhanh hay không ấy. Nhưng mà người ta thử đánh theo bốc sẵn như thế nào. Mình thấy bốc sẵn sẽ có mạnh. Theo bốc sẵn mùa này người ta cũng có nổ được khoảng 10% máu tối đa của boss đấy. Khá ngon. Ok luôn này. Hô lên theo dễ mà đem Yuli vẫn qua được à, ok. Rồi giờ phải có hồi máu ấy. Không được là hồi máu mạnh mạnh một xíu. Thì ok. Sẵn mua này auto được 6cc à, cái hô hô nhá. Ngon đấy. Và quá đỉnh cao tự nhiên hô hô luôn. Ok, thật tốt. Ồ, yeah, phải là hai đúng kiểu đánh băng này hợp lý à. Phải là cái Himeko đã quá hợp lý rồi. 28, 28 cycle quá luôn à. Ủa, đánh nhanh nhờ. Mình bỏ ru hành ra siêu nhanh luôn nhá. Bỏ ru hành ra nó đánh lẻ, đánh rất lẻ nhá. Ai, ra đây, khỏi máu. Ôi, dễ chán được cho men này. Chiến kỳ tốc đoàn là có được cái chiến kỳ của Firelight rồi. À, này hết tiền chiến kỳ à, ok cũng được. À, này hết tiền chiến kỳ và này thì... Ok, cũng ổn đấy. Là đánh tay, không hay. Đánh tay là không hay á. 6 start, ok. 28 phần cầm máu còn lại này. Xung quanh này bắt đầu đi chậm chậm lại rồi. Thử ở đây đi helicopter tới kia. Đi kỹ của men luôn. Ai boss này khá là hay, cái chỗ nó có khả năng tự điểm bất bản thân. Ừ, khi ta phải điểm yếu của ba con này nó sẽ tự gây sát thương lên bản thân luôn, khá là hay. Đánh thêm một cái rồi helicopter tới đi. Từ từ. Đánh thêm một cái helicopter tới tí. Ừ, khá là hay, helicopter liên tục luôn. Đó. Thu lên thấy đánh khá là dễ đánh à, ok nhá. Nên là cho lại dành tí mạnh mẽ ấy. Đừng có quá mạnh mẽ phải yếu. 11% máu còn chiến kỹ là quá, 27 xây cồn ở dưới à. Ở đây, ở đây, ở đây. Anh ơi, Banner Lisa bao nhiêu ngày vậy? Chắc còn tầm hơn tuần nữa em ơi. Chắc không nhờ mà còn hơn tuần nữa. Còn tầm cả đó.
Rồi, Yuli một đánh là giờ, let's go. Dưới khó quá, có team mà không có đam hả? Ok mà. Hồi này giấy quá. Hồi này giấy ở nửa trên em ơi. Chứ còn nửa dưới vẫn rất là mạnh. Dưới hay có hưu lấy rất là trâu luôn. Tuyệt kỵ của tò bát chắc chắn rồi. Tuyệt kỵ Yuli luôn. Tuyệt kỵ Yuli rồi. Chứ chắc là đánh tay. Boss này không có đấm mình. Buồn vậy, thôi chiến kệ vô đây. Ủa trời, thấy 48 người sát thương nè. Ít thế, không có tính hồn mò anh ấy. Không có tính hồn mò à, nghe ngon vậy. Chiến kệ vô lê rồi, đấm em ơi. Tuyệt kỵ cái đây. Ôi, vẫn tuyệt kỵ được mày. Tưởng tượng nó hú xong rồi nó sẽ đấm luôn hay không anh em. Vẫn là tuyệt kỵ của Yuli trong lúc con này nó sau khi hú em nha. Cả hai tí trích trích hay hay quá này. Đã có tuyệt kỵ của Ruben rồi. Kẹo kẹo lên. Chiến kỵ hô hối. Mua tôi hồng một khá đẹp. Chiến kỵ Yuli lê rồi. Rồi đấm đi. Đấm đi đừng ngại ngùng. Hô hô hết trước một ngày là thứ ba hết à. Sắp. Chị hiểu ý của em, đẹp trai có gì sai lắm á. Anh ơi, Linh Sam 200 kích phá thì ok cho anh à? Ok em ơi, ok. Có tuyệt kỳ của Ru, có to bá rồi. Đánh thường phải đi luôn không? Ok, hay, ô hay này, đánh thường phải đi luôn anh em à, ngon. Kỳ kỳ Yuli, nice sir. Hoặc thì kỳ Yuli thôi. Ừ, anh kìa xâm chiếm mất một phần ký ức khắc ghi. Đại kiếm đã đến rồi. Này, 257 ngân sát thương. Ôi, nhiều nhờ. Phải ai. Rồi này thì Yuli nguyên tiên rồi hết máu rồi. Khá căng. Đánh to, ném. Này, ném to đấy. Ta sẽ chiến kỵ. Chắc là chiến kỵ vô mấy quái nhỏ đấy mà. Chiến kỵ quái nhỏ hợp lý. Quái nhỏ hợp lý hơn so với ta đánh vô mấy quái lớn. Yuli chắc mình chơi nút sẵn á. Được chứ, sẵn sẽ có mạnh lắm. Ok, ui, gần 100 ngân sát thương từ vị trí của to bát à. Ngon nhờ. Đại ký Yuli đã đến rồi. 158 ngân sát thương với đơn mục tiêu. Một nhân vật Yuli có rớn này, con tiền hóa thần ở đây à. Khủng khiếp quá vậy. Rồi thì Yuli anh nhá, chán hồi này con sói thì đấm mình rồi. Yuli luôn. Đại kiếm đã đến, ui, Yuli khỏe điên. 358 ngân sát thương nữa. Quái vật quá vậy. Kiếm tiếp luôn đi, chấp luôn anh em à. Thử xem nếu mà không có phản chấn thì sẽ được bị sát thương. Không có phản chấn à. Phải kiếm tới. Ui, cũng được 300 nghìn sát thương này. Không phản chấn, cũng được 300 nghìn. Wow. Ôi, ngon nhờ, Yuli này hóa thần ấy. Tiền hợp lý nha. Rồi, chiến kỳ hồ anh em ơi. Chiến kỳ hồ đã đến. Sẵn thì qua dễ mà. Vậy nó không qua được à, vậy nó đã dùng trích em ơi. Đó, người ta dùng trích công ty đi qua. Là ok. Ui, thì khỏe quá em ơi. Ngon. Rồi, vậy tôi đi được với Yuli không anh đi được em ơi. Thì rất là ngon đấy à. Rồi, thì cái em cái này chắc chắn là phần này Yuli sẽ đấm mình rồi. Rồi, đại kiếm đã đến. 300 nghìn. 393 người sát thương. 400 nghìn luôn anh em ơi. Ngon quá. Gần 400 nghìn sát thương qua này. Khủng khiếp quá vậy. Gần 400 nghìn sát thương rồi. Quỷ thật đấy. Bình thường cả rồi từ kỳ Yuli rồi tạm biệt Yuli nhé. Yuli khỏe quá anh em ơi. Quá là khỏe hoa này từ vị trí Yuli. Mình vẫn còn à. Vẫn ban này bay màu rồi chứ. Cứ cơ bay màu rồi chưa anh em ơi. Ném tốt 1%. Rồi hoa này ném ra đi. 2. Yuli đánh quá đã nhá. 25 cycle còn lại luôn. Quán tên tí build Yuli anh em ơi. Đó, tên này có một Yuli có trấn anh em nha. Xài tấn công anh em ơi. Yuli phần này hô. Phần này Yuli ta cho hô lay. Ta nên chơi giải tấn công anh em nha. Rất khỏe. Phần này cho 4.000 tấn công nên 81 tỷ lệ và 160 lạc sơ một kích. Tới tầng, nó tới tầng 1 thôi. Không có tinh hồn. Phần tên chơi bộ 4, dù khí hút trời của nhà 2 bộ 2 đu rồi. Rất đẹp. Ngoài này ta nên chơi giải tấn công như Yuli anh em ơi. Rất là lỗi hết. Ủa, giải tấn công nghe quá giật quá vậy. 2.5 tỷ lệ và thêm 11.6 xe một kích. Vậy này vô 4 là khai ứng. Vô này cái giày ngon. Có tỷ lệ sát thương đầy đủ quá mà vô hơi nhiều cái dòng thứ tư đấy nhá. Đây vô dòng xe một kích luôn thì ta thay lên được tầm 180% xe một kích. Rất là đẹp.